Lại Phương Thúy, người liên quan tới vụ cán bộ bị tố vòi vĩnh tiền để chạy tại ngoại ở Cà Mau, bị tuyên án 6 tháng tù giam sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm. Được biết, người này chưa hết thời hạn xóa tiền sự, nhưng lại tiếp tục bị công an bắt quả tang đánh bạc ăn tiền với tăng vật 150.000 đồng. Ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lại Phương Thúy, sinh năm 1988, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, tối ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thúy đến phòng trọ của một hội dân trên địa bàn tham gia tiệc nhậu, kết thúc cuộc nhậu. Thúy cùng ba người khác thống nhất, mỗi người bỏ ra một số tiền để mua bài. Sau đó, các đối tượng tiến hành sát phạt nhau với hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một ván. Khi đánh trên 10 ván bài, Thúy thua khoảng 40.000 đồng thì bị công an địa phương bắt quả tang với số tiền tại chiếu bạc là 140.000 đồng. Trong quá trình điều tra xác định, Thúy có tiền sự về hành vi đánh bạc và chưa hết thời hạn xóa tiền sự nhưng lại tiếp tục vi phạm. Nên ngày 19 tháng 2 năm 2023, Thúy bị công an khởi tố bắt tạm giam. Liên quan đến vụ đánh bạc nói trên, trước đó, ông LTT, cha của bị cáo Thúy, đã có đơn tố cáo về việc bị cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển và cán bộ công an huyện này vòi tiền để chạy tài ngoại cho bị cáo Thúy từ đó bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ đơn tố giác của người dân và báo cáo kết quả về thường trực tỉnh ủy thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật